Hello, xin chào Châu. Dạ, chào anh khỏe không? Anh khỏe và hôm nay rất là vui mừng được chào mừng Châu đến với khu vực nhà mẫu của Mastery Central Point. Dạ, em rất là háo hức vì gần đây em nghe nhiều thông tin về dự án này lắm á. Đúng rồi, vậy thì sẽ không để Châu phải chờ lâu. Mình sẽ cùng vào ngoan cùng bên trong ha. Dạ. Xin giới thiệu với Châu, đây chính là khu vực đại đô thị Vinhome Grand Park, 271 hectare. Đây là khu đô thị lớn thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án của chúng ta là Mastery Central Point, thì đúng như cái tên của nó là Central Point, nghĩa là tâm điểm. Thì dự án nằm ở ngay tâm điểm của khu vực đại đô thị. Khi mà chúng ta chỉ cần một bước chân thôi, chúng ta đến ngay Vincom Megamall, chúng ta có thể tiếp cận ngay trường học liên cấp VinSchool và gần nữa là khu vực Vinmec. Hoặc là ở bên cạnh ở đây chúng ta có một tòa tháp văn phòng hạng A cao 45 tầng. Và tòa tháp văn phòng này chính là cái nhu cầu gọi là mua nhà và thuê nhà khổng lồ dành cho khu vực Mastery Central Point. Và mình có một cái tưởng tượng so sánh nhỏ nhỏ thôi, như là Vinhome Central Park rộng chỉ có 43 hectare. Tuy nhiên nếu chúng ta so sánh với cái việc cuộc sống tiện lợi của cư dân ở tòa Landmark 1234, khi mà chỉ cần đi bộ khoảng 5-10 phút là đến ngay Vincom ở khu vực Landmark 81, thì ở các tòa Park 1234 phải đi 15-20 phút. Nó tạo thành cái sự bất tiện khi mà ở khu vực ở xa hơn. Huống chi ở đây là một khu vực đại đô thị 271 hectare. Bởi vậy cho nên là thay vì cư dân ở các khu vực khác, chúng ta phải xuống hầm, chúng ta lấy xe, chúng ta chạy đến Vincom Megamall, chúng ta lại gửi xe, chúng ta shopping, rồi chúng ta lại lấy xe mà chạy về nhà. Thì cư dân ở đây chỉ cần bước một bước chân qua bên kia đường đã có thể shopping và trở về nhà của mình. Thì chúng ta chỉ có thể xây dựng được những cái dự án cao cấp nhất, gọi là tiện lợi nhất cho cư dân ở vị trí tâm điểm nhất thôi. Và hơn nữa là khi mà chúng ta nói về tầm view thì sẽ thấy rằng gì ạ? Trước mắt khu Mastery Central Point là toàn bộ khu nhà thấp tầng, trường học thấp tầng, khu đại lộ mua sắm thấp tầng, khu công viên thấp tầng, và chúng ta phóng tầm mắt xa hơn nữa, đó chính là sông Đồng Nai và sông Tắc. Và toàn bộ những cái view này là view vĩnh viễn, tức là tương lai không có bất kỳ tòa nhà nào cao tầng có thể che cái tầm view của chúng ta. Và hơn nữa thì cái mặt view ngược lại đó là view ra đường Vành Đai 3. Thì đường Vành Đai 3 giống như xa lộ Hà Nội, tức là những cái dự án hiện nay mà ở khu vực xa lộ Hà Nội, sau khi chúng ta đi qua cầu Sài Gòn á, có một cái mặt view rất là thoáng bởi vì xa lộ Hà Nội nó rất là rộng. Thì cũng tương tự như vậy, ở đây cái đường Vành Đai 3, những cái view đường Vành Đai 3 là một view cực kỳ thoáng. Thì dự án cư dân ở đây là sẽ có hai mặt view, một mặt view rất đẹp và một mặt view rất thoáng, đồng thời tận hưởng toàn bộ những cái tiện ích của khu đại đô thị. Và bây giờ xin mời Châu chúng ta qua khu vực sa bàn của tòa nhà để chúng ta cùng tìm hiểu thêm. Xin giới thiệu, đây là mô hình tòa nhà của dự án Mastery Central Point. Thì chúng ta sẽ có hai khu vực. Khu vực thứ nhất là Riviera và khu vực bên tay trái là Gardenia. Điểm đặc biệt lớn nhất ở dự án ở đây là gì? Ngày xưa khi mà theo như cái quy hoạch cũ thì ở đây có tới hơn 7.000 căn hộ cho 10 tòa nhà. Tuy nhiên khi Mastery Home bắt đầu phát triển dự án này thì mới bắt đầu rút số lượng căn từ 7.000 xuống còn 5.000 căn để tạo ra nhiều không gian hơn cho cư dân để sử dụng. Và chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Cái mật độ thang máy cũng sẽ được đẩy lên rất là cao. Ví dụ như ở tòa E đây, chúng ta có 11 căn một tầng nhưng chúng ta có tới 7 thang máy. Thì toàn bộ tất cả các thang máy được theo tỷ lệ là 1/2, đảm bảo tiện nghi tối đa cho cư dân. Đặc biệt á, Mastery Central Point là khu gọi là khu cầm bao đầu tiên tại Vinhome Grand Park. Khu cầm bao nghĩa là gì? Khu cầm bao nghĩa là toàn bộ những cái khu vực tiếp giáp với bên ngoài là đều có hàng rào chúng ta bao bọc xung quanh. Thì những cái tiện ích này gần như là được dành riêng cho cư dân sử dụng đặc quyền mà người ngoài chúng ta sẽ không thể nào chúng ta tiếp cận, chúng ta sử dụng được. Tuy nhiên những cái tiện ích chung thì những cư dân của Mastery Central Point hoàn toàn có thể sử dụng chung tiện ích của khu đại đô thị, nên nó tạo ra một tính vừa riêng tư vừa mang lại rất là nhiều những cái tiện nghi cho cuộc sống. Đặc quyền của cư dân. Đúng rồi, đặc quyền của cư dân. Và ở đây nếu mà Châu đấy thì chúng ta sẽ có một thiết kế gọi là thiết kế full, gần như full kính từ trần cho đến sàn. Thì với cái thiết kế này, tại vì cái tầm view của chúng ta quá đẹp, cho nên là với cái thiết kế là gần như full kính từ trần đến sàn, mỗi một ngày chúng ta tỉnh dậy, chúng ta chỉ cần mở cửa ra thì toàn bộ cái không gian của khu vực công viên và khu vực hồ, sông Đồng Nai, sông Tắc hiện hiện trước mắt của chúng ta. Và đây gần như sẽ là một cái thiết kế trường tồn với thời gian. Và đồng thời là ở dưới là một khu vực tiện ích theo những cái thiết kế gọi là ngôn ngữ của tương lai. Thì làm sao để mà dự án đạt được những cái đẳng cấp cao nhất?
đó chính là hiện nay Masterlife Home cũng mời toàn bộ những cái công ty tập đoàn hàng đầu trên thế giới về để phát triển dự án. Ví dụ như là về thiết kế mặt ngoài, chúng ta có đơn vị Tanche. Tanche là một đơn vị của Nhật Bản thì họ rất là nổi tiếng trong việc thiết kế. Ví dụ như là họ là đơn vị thiết kế sân vận động Yoyogi, nổi tiếng gần như là biểu tượng của Nhật Bản. Rồi về thiết kế cảnh quan, chúng ta có đơn vị là Landscaper. Và Landscaper họ là đơn vị thiết kế rất nhiều những cái resort như là Mia Resort, hoặc là ngay ở Sài Gòn này đây, họ là đơn vị thiết kế cảnh quan cho Estella. Và ví dụ như là nếu mà mình có cơ hội mình đến Sheldon City, mình thấy ở đó có một cái hồ cảnh quan rất là nguyên sơ, cũng do Landscaper thiết kế. Rồi về thiết kế toàn bộ những cái tiện ích nội khu thì sẽ do là Studio HBA. Studio HBA là một đơn vị mà nếu mà chúng ta xem toàn bộ những cái kinh nghiệm của họ thì họ chỉ thiết kế những cái chuỗi khách sạn cao cấp nhất như là Hyatt, như là Marriott, như là Novotel. Cho nên là khi chúng ta mời Studio HBA về đây thì họ rất là dễ dàng, họ thiết kế những cái tiêu chuẩn, đạt một cái tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Và dĩ nhiên không thể thiếu thì là gì ạ? Làm sao đó để mà chúng ta có thể đưa được những cái sản phẩm giống y như những gì mà chủ đầu tư nói. Đó là chúng ta cần một cái đơn vị giám sát rất là mạnh, đó chính là Mace. Mace là một đơn vị giám sát của Anh, thì họ giám sát những công trình cực kỳ lớn như là ở bên Singapore chúng ta có Marina Bay Sands, là một khu phức hợp khổng lồ và biểu tượng của Singapore, là do Mace họ quản lý giám sát để đạt được chất lượng cao nhất. Và ở Việt Nam thì ngay cả Landmark 81 và Bitico cũng do Mace họ đứng ra giám sát quản lý. Bởi vậy nên tổng hòa bốn đơn vị quốc tế đó sẽ làm nên một cái đẳng cấp dành riêng cho dự án của Mastery Central Point. Và đi sâu hơn nữa thì chúng ta có thể thấy ở đây là gì ạ? Ở dưới của hai khu sẽ có hai tầng hầm xuyên suốt của khu Riviera và có hai tầng hầm xuyên suốt của khu Gardenia. Có thông nhau không ạ? Hiện nay thì không thông nhau nhưng sẽ thông toàn bộ 5 tòa với nhau. Nên tạo thành một cái số lượng đậu xe khá là dồi dào cho cư dân. Yeah. Và ở giữa hai tòa sẽ được ngăn cách bởi một khu vực công viên rất là thoáng đãng. Đồng thời thì ở khu vực đằng trước này của tòa Riviera sẽ là một khu vực trường mầm non thấp tầng. Do đó nên toàn bộ cái tòa E ở đây chúng ta sẽ có một cái tầm view cực kỳ thoáng ra khu vực công viên và sông Đồng Nai, sông Tắc. Thế thì giải pháp để quản lý toàn bộ những bất động sản này thì sao ạ? Giải pháp quản lý thì thực sự là chủ đầu tư cũng đã nghĩ đến. Cho nên là gần đây chủ đầu tư mới cho ra đời công ty là Masterize Property Management. Thì như cho biết là khi mà chủ đầu tư, bất kỳ một chủ đầu tư nào vào thời điểm mà chúng ta bàn giao nhà cho khách hàng, gần như chúng ta đã gần như hoàn thành xong nghĩa vụ với khách hàng. Như vậy tại sao Masterlife Home phải tạo ra một công ty gọi là công ty quản lý bất động sản cho khách hàng để làm gì ạ? Thực ra thì sau này khi mà mình về mình nhận nhà, lúc mà mình để cái tài sản của mình có thể gọi là tăng giá trong việc cho thuê và cho việc chuyển nhượng, thì nó nằm rất lớn ở cái việc là cư dân ở đó có hài lòng hay không, có gặp những cái phần gọi là có gặp những cái tranh chấp với bên đơn vị quản lý tòa nhà hay không, có phải suốt ngày chúng ta phải ngồi đàm phán, chúng ta phải gọi là đòi quyền lợi hay không. Thì ở đâu có đơn vị quản lý tòa nhà tốt, ở đó thì giá trị bất động sản sẽ được giữ vững mà tăng rất là cao. Property Management hiện nay là do anh Julian với cái bề dày kinh nghiệm quốc tế hơn 30 năm. Trong đó thì có hơn 20 năm là anh làm tại CBRE và Savill. Thì anh sẽ đưa ra những cái tiêu chuẩn gọi là International Standard quốc tế để trong cái việc vận hành quản lý tòa nhà. Đồng thời thì cũng dành riêng cho các khách hàng mà chúng ta gọi là chúng ta mua để đầu tư, chúng ta muốn tạo ra dòng tiền nhưng chúng ta quá bận rộn và chúng ta có quá nhiều bất động sản. Thì Masterize Property Management cũng có một dịch vụ chắc là cũng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đó chính là dịch vụ quản lý tài sản. Tức là toàn bộ cái quy trình từ lúc chúng ta nhận nhà nè, chúng ta nhận bàn giao, chúng ta phải kiểm tra những cái lỗi cho đến việc chúng ta tìm những người thuê nhà, chúng ta ký hợp đồng với người thuê nhà. Và ngay cả trong lúc chúng ta thuê nhà, những người thuê nhà họ hay có những cái vấn đề về điện nước, về internet, thì Masterize Property Management cũng đứng ra giải quyết luôn. Rồi khi mà cái người thuê nhà cũ chúng ta dời đi, chúng ta cần phải làm mới cái tòa nhà lại trước khi chúng ta đưa cái người thuê nhà mới, thì họ cũng là đơn vị làm luôn. Cho nên là gần như đây là một cái khoản đầu tư rảnh tay cho những người nào mà chúng ta có nhiều bất động sản, chúng ta ở xa, chúng ta gần như là chúng ta sẽ có một công ty lo cho chúng ta từ A cho đến Z, mang lại một cái trải nghiệm cuối cùng cực kỳ tuyệt vời cho người tiêu dùng. Nếu như vậy thì khách hàng chỉ cần đến với Masterize Home thôi là sẽ được giải quyết tất cả mọi vấn đề, không cần phải bận tâm gì nữa. Đúng, chính xác, tại vì bản thân Masterize Home muốn tạo ra, để mà chúng ta có thể tạo ra một dự án thực sự gọi là cao cấp và đẳng cấp, chúng ta phải giữ cho cái trải nghiệm của người tiêu dùng nó được xuyên suốt, từ việc khi mà chúng ta bước chân vô khu đại đô thị, chúng ta cảm nhận ồ wow, đây là một khu đại đô thị tuyệt đẹp. Thay vì chúng ta có thể gọi là đi Vũng Tàu 1 tháng, 2 tháng chúng ta đi một lần, thì mỗi cuối tuần chúng ta từ Mastery Central Point chúng ta bước chân ra biển hồ, rồi sau đó thì chúng ta bước chân vào trong nhà của mình, từ sảnh có một cái cảm giác khách sạn 5 sao, chúng ta bước chân ra khu vực cảnh quan, có những cái hồ bơi phi thuyền, cho đến lúc chúng ta về nhà bàn giao rất là cao cấp, cho đến việc là những cái người service mặt dịch vụ
cũng phải theo những cái chuẩn cao cấp, thì toàn bộ những cái trải nghiệm đó nó mới mang lại một cái dự án đẳng cấp trong toàn bộ cái trải nghiệm của người dùng. Rồi như Châu có thể thấy không, tầng 1 và tầng 2 sẽ là khu vực shop house và duplex. Mặt ngoài chúng ta sẽ là shop house và mặt bên trong sẽ là duplex. Và một cái chi tiết cho nhỏ thôi, thì ít người để ý đó là trong toàn bộ tất cả các dự án của Masterly Home trong 6 năm và các dự án hiện tại thì luôn luôn ở khu vực tầng trệt luôn luôn có phần mái che để cho cư dân. Điều này đảm bảo cái sự an toàn cho cư dân khi có bất kỳ những cái vật do nhỏ từ tầng 20-30 rơi xuống có thể gây sát thương. Thì thực sự là toàn bộ cái dự án Masterly Home lúc nào cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn để mà đảm bảo tốt nhất cho cư dân và nó phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Dạ, em cũng thích cái ý tưởng này lắm, bởi vì đôi khi mà trời mưa mình đứng đợi xe có cái mái che đó rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Thì những cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà một số dự án sẽ không có được trau chuốt như vậy, trong khi Masterly sẽ đẩy đến từng chi tiết. Rất là tinh tế. Anh Tuấn làm cho Minh Châu muốn tìm hiểu kỹ hơn, đi vào sâu hơn từng cái chi tiết về mặt thiết kế rồi về mặt hình ảnh. Đúng rồi, chính xác. Bởi vì dự án này sẽ có một cái ngôn ngữ thiết kế riêng và đi xuyên suốt trong toàn bộ dự án. Thì bây giờ xin mời Minh Châu qua khu vực 3D là Virtual App của dự án để chúng ta có thể xem kỹ hơn tất cả những cái thiết kế cực kỳ đẹp của dự án. Đây chính là khu vực 3D để chúng ta có thể hình dung được căn nhà của chúng ta tương lai như thế nào. Thì ở khu vực này chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin ở trên khu vực Virtual App này. À, đầu tiên thì để cho anh nói lại một chút về khu vực vị trí. Thì chúng ta thấy là vị trí của Masterly Central Point cũng như Vinhome Grand Park thì thực sự vị trí này đây là vị trí gần như là cung cấp nhà ở cao cấp cho ba trọng điểm lớn của khu vực thành phố phía đông, đó là chính là thành phố Thủ Đức. Như gần đây thì anh Châu có biết là nhà nước mình đã thông qua chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức là bao gồm quận 9, bao gồm quận 2 và bao gồm Thủ Đức. Đó, thì sẽ có 6 cái trọng điểm sáng tạo chính cho cái thành phố Thủ Đức này. Thì riêng cái vị trí của Vinhome Grand Park đã cung cấp nhà ở, và đặc biệt là Masterly Central Point là cung cấp gọi là nhà ở cao cấp cho ba trọng điểm chính, đó chính là gì ạ? Là làng đại học. Ở làng đại học chúng ta có hơn 55.000 sinh viên, thì trong đó cũng sẽ có rất nhiều những sinh viên có điều kiện. Và thực tế thì những bạn sinh viên này thì hiện nay thì có một số bạn sinh viên xuống gần như cái khu vực Gia Hòa ở gần khu vực quận 9 này để ở với một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thì tương lai mấy bạn chỉ mất 10 km thôi để mấy bạn có thể tiếp cận được Masterly Central Point. Hoặc là những bậc phụ huynh, cha mẹ chúng ta đang ở Vũng Tàu có con cái học ở đây thì cũng có thể là có những cái ngôi nhà nằm ở cái phần giữa để mà con cái họ có thể đi học xong trở về nhà và họ cũng có thể đến thăm con cái. Hoặc là chúng ta mất 6 km để chúng ta đến một trọng điểm sáng tạo thứ hai, đó chính là khu công nghệ cao. Và hiện nay thì thực sự mà nói thì sau cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì cái rất nhiều những cái công xưởng của thế giới bắt đầu là chuyển về Việt Nam, thì sẽ chuyển về khu vực gọi là khu công nghệ cao này rất là nhiều. Và chúng ta sẽ có một trọng điểm sáng tạo thứ ba, đó chính là khu Tam Đa. Thì đây là vị trí cực kỳ gọi là cực kỳ đắc địa. Và chúng ta phải nhìn Vinhome Grand Park với một cái góc nhìn, đó chính là khu, nó gọi là khu đô thị vệ tinh. Nhưng là không biết là Châu có biết khu Phú Mỹ Hưng không ạ? Dạ. Đúng rồi. Thì Phú Mỹ Hưng thực ra là cách đây khoảng 20 năm về trước Phú Mỹ Hưng là khu đô thị vệ tinh. Thì bây giờ ngày nay Phú Mỹ Hưng đã phát triển cực kỳ đầy đủ. Thì cư dân trong đó là chúng ta gần như là mỗi cuối tuần chúng ta gần như là chúng ta ở trong khu đô thị và chúng ta không cần có cái nhu cầu chúng ta về quận nhất. Tại vì những cái nhà hàng sang trọng nhất, những cái quán ăn sang trọng nhất hay những quán bar, quán beer club đều nằm ở Phú Mỹ Hưng. Do đó thì cư dân họ gần như họ sống trong những cái khu đô thị vệ tinh này. Và giả sử cư dân của Phú Mỹ Hưng có nhu cầu muốn gọi là về quận nhất, họ chỉ mất 30 phút thôi. Tương tự như ở đây thì nếu cư dân của Masterly Central Point muốn về trung tâm quận nhất, chúng ta chỉ mất 6 km chúng ta ra ngay trạm metro, trạm metro số 1, và chúng ta lên metro chúng ta đi khoảng 15 phút chúng ta đã tiếp cận được trung tâm quận nhất. Và cái hay của một khu đô thị vệ tinh đó là gì ạ? Chúng ta phát triển được ở những vùng đất mới, cho nên chúng ta có thể quy hoạch lại từ đầu. Và khi chúng ta quy hoạch lại từ đầu, giả sử ví dụ như chúng ta xác định được ở đây chúng ta có 100.000 cư dân, chúng ta xác định được chúng ta phải đặt bao nhiêu trường học, chúng ta phải đặt bao nhiêu mảng xanh, bao nhiêu diện tích mặt nước, bao nhiêu diện tích gọi là diện tích thương mại, hoặc là chúng ta phải đặt những cái trung tâm thương mại ở đâu. Thì đó là những cái mà chúng ta không thể làm được ở những khu đã phát triển. Ví dụ như chúng ta không thể làm được điều đó như ở khu vực Gò Vấp hay những cái khu vực, tại vì chúng ta không thể đền bù giải tỏa được. Nhưng khi ra những khu vực mới như thế này chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Và đó chính là cái môi trường sống tương lai mà người ta đang nhắm tới. Và thực sự hiện nay thì khi mà Covid xảy ra thì người ta bắt đầu người ta tìm về những cái khu vực sống xanh, sạch và văn minh hơn. Đó. Và như hồi nãy thì có hứa với Châu là chúng ta bắt đầu là chúng ta nói về cái ngôn ngữ thiết kế của dự án đúng không ạ? Thì đây, ở đây thì chúng ta sẽ, ở đây chính là cái
khu vực này chính là cái khu vực mà chúng ta gần như là từ ban công nhà của chúng ta có thể nhìn về toàn bộ khu vực cảnh quan nội khu. Đây là một cái thiết kế gọi là thiết kế của tương lai, với những cái hồ bơi phi thuyền mà chiều dài thì phải hơn 60 mét, vượt qua cái tiêu chuẩn Olympic. Và nếu bình thường mình thấy những cái hồ bơi hình tròn hoặc là hình chữ nhật, thì ở đây sẽ là những cái hồ bơi nó bo theo kiểu ngôn ngữ rất là hiện đại phi thuyền. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái khu vực cảnh quan đẹp, hoặc là chúng ta có cái hồ gọi là hồ Jacuzzi, hồ 2 tầng nằm ở đây. Và từ ngay ban công tòa nhà của chúng ta, khi chúng ta nhìn xuống sẽ là một cái ngôn ngữ mà nó gần như nó thôi thúc những người dân của chúng ta gọi là xuống dưới để chúng ta thưởng ngoạn. Rồi trong những cái khu vực tiện ích ở đây, như là khu vực tiện ích ở trong nhà, chúng ta sẽ có những cái sảnh lobby. Và các kỹ sư thiết kế á, khi mà bắt đầu là tìm hiểu khu vực thì bắt đầu là chúng ta nhắm đến đối tượng là những cái gia đình trẻ. Tại vì những gia đình trẻ sẽ bắt đầu là thích những cái cuộc sống gọi là hiện đại hơn. Thì cái ngôn ngữ thiết kế đây là ngôn ngữ thiết kế đa lớp. Thiết kế đa lớp là gì? Tức là trong cùng một không gian chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái hình khối khác nhau và rất là nhiều những nguyên vật liệu khác nhau. Như ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta có đá, chúng ta có gỗ, chúng ta có kim loại, chúng ta có rất là nhiều những cái để làm mà tạo thành một cái sự thiết kế nổi bật. Hoặc là như cái khu vực phòng gym. Đây, phòng gym cũng cùng một cái ngôn ngữ thiết kế, nó gọi là ngôn ngữ thiết kế đa lớp. Chúng ta thấy một cái phòng gym rất là hiện đại và cái thiết kế nó rất có chiều sâu và nổi bật, và được kết hợp bởi rất nhiều những cái đường hình bo tròn, hình vuông, hình chữ nhật, từ những cái màu sắc của thảm, màu sắc của gỗ hoặc là màu sắc của đá, thì tất cả nó tạo thành một cái không gian thiết kế cực kỳ nổi bật. Và cái ngôn ngữ này nó cũng được xuyên suốt cho toàn bộ dự án. Như ở đây chúng ta sẽ thấy là cùng một cái ngôn ngữ thiết kế cho khu vực phòng trò chơi cho trẻ em. Thì với cái thiết kế này là thiết kế của Studio HBA, là đơn vị mà chuyên thiết kế cho các khách sạn 5 sao á, thì chúng ta thấy là cái cuộc sống của chúng ta thực sự nó sẽ trở nên nó đáng sống vô cùng. Đó. Và chúng ta sẽ có những cái video clip để chúng ta xem được toàn cảnh dự án. Và đây là cái tầm view tuyệt đẹp của dự án đến cái khu thấp tầng, đến khu vực hồ cảnh quan 36 hecta cũng như sông Đồng Nai và sông Tắc, để mà cư dân chúng ta có thể hình dung được cuộc sống tương lai của chúng ta như thế nào. Tuyệt vời. Bây giờ mình có thể lên xem căn hộ mẫu không ạ? Minh Châu rất là tò mò. Đúng, khi mà những cái thiết kế này được đưa vào sản phẩm thật thì thế nào? Đúng, và chúng ta sẽ không chờ lâu nữa, sẽ mời Châu lên khu vực nhà mẫu để chúng ta có thể xem căn nhà thực tế của chúng ta trong tương lai như thế nào. Xin mời Châu. Ở khu vực nhà mẫu thì chúng ta sẽ có 3 nhà mẫu. Thì hiện nay là sẽ đưa Minh Châu đi xem nhà mẫu. Đầu tiên nó là căn 2 phòng ngủ, diện tích tiêm tường nó khoảng 74.43 m². Điểm đặc biệt của nó là chúng ta sẽ có 3 phòng là đều có view, 2 phòng ngủ hai bên và phòng khách ở giữa là đều có view. Thì đây chính là căn hộ thực tế. Bàn giao khi mà chúng ta nhận nhà, chúng ta sẽ nhận căn nhà y chang như vậy. Những gì chúng ta thấy là những gì chúng ta nhận được. Đó. Thì thứ nhất là cái không gian của phòng khách là độ cao trần là lên đến 2.9 cho đến 3 m. Cho nên chúng ta sẽ có một cái không gian cực kỳ thoáng. Và khi chúng ta nhìn ra ban công á, thì mặc dù cái ban công là cao 1.4 m theo tiêu chuẩn của nhà nước, tuy nhiên ban công làm bằng kính. Cho nên là ngay khi chúng ta ngồi trong cái sofa ở nhà, chúng ta sẽ có một cái view toàn diện ra bên ngoài khu vực biển hồ rất là đẹp. Và những cái khu vực bàn giao bên đây, bàn giao về bếp, bàn giao về nhà vệ sinh. Đây là những gì thực tế mà sau này khi mà chúng ta nhận nhà, chúng ta sẽ thấy được. Căn hộ thứ hai đó chính là căn 1+1. Đây là căn mà rất nhiều khách hàng ưa thích, với diện tích là 53.78 m². Và căn này thì chủ đầu tư cũng đưa nội thất vào để mà khách hàng có thể cảm nhận được ở sau này khi mình decor sản phẩm sẽ như thế nào. Thì ở căn này thì anh sẽ nói kỹ hơn về từng hạng mục sản phẩm. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có cửa là cửa hai cánh. Đây, cửa hai cánh. Và thứ nhất là người ta nói gì ạ? Nhà cao cửa rộng. Cho nên là thông thường ở những dự án mà cao cấp mới dùng đến cửa hai cánh. Và cửa hai cánh này khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta làm nội thất thì rất là tiện. Và thông thường trong những ngày bình thường chúng ta dùng, chúng ta có thể khép một cánh lại. Rồi điểm mạnh thứ hai là gì ạ? Bàn giao half lê. Half lê là khóa thông minh half lê. Và khóa thông minh half lê này thì nó sẽ có những cái chức năng. Tức là tại sao một cái khóa thông minh của half lê nó khác một cái khóa thông thường? Đó là bởi vì nó sẽ có những cái chính tính năng. Ví dụ như là cảm biến nhiệt. Chỉ cần nhiệt độ trong phòng mà từ 60 độ C đổ lên thì tự động cửa sẽ tự động mở. Tức là trong trường hợp cháy nổ là khóa này rất là thông minh, sẽ tự động mở. Hoặc là hiện nay khi mà trộn công nghệ, họ có những cái thiết bị loại là sốc điện. Và họ chỉ cần họ sốc điện qua thì cái cửa nó sẽ bị phá. Thì bản thân khóa half-lay lúc nào cũng có cái chức năng là chống sốc điện. Hoặc là nếu mà bản thân Châu khi mà chúng ta ở căn hộ, chúng ta sẽ có một cái sự phiền toái nhẹ, đó là gì? Khi chúng ta về nhà chúng ta bấm password
thì những cái người hàng xóm đi ngang qua nhà chúng ta chỉ cần nhìn liếc qua 6789 là họ biết là họ vô nhà. Nhưng khóa Halfway sẽ có là chúng ta có thể gõ một cái random password, ví dụ như là 4532678679 thì vẫn nhận diện được cái dãy số 6789 của mình để mở cửa nhà. Do đó là bảo mật và rất nhiều những cái tính năng khác. Vào khu vực này đây, bàn giao thì chúng ta sẽ có bếp. Và khu vực bếp này á thì sẽ được bàn giao toàn bộ là Halfway. Đồ của Halfway, và Halfway là hàng của Đức. Và khi chúng ta nói về Đức là chúng ta nói về chất lượng. Bồn rửa này là cũng đặc âm. Thì với những cái bồn rửa âm á, nó sẽ hơn những cái bồn rửa mà nằm lên trên mặt này là về độ vệ sinh. Khi mà chúng ta có những cái bồn rửa mà nằm lồi trên lên trên bề mặt này nè, thì những cái chúng ta dùng lâu ngày sẽ có những cái vi khuẩn bám vào rất là nhiều. Khi chúng ta để bồn rửa âm á, thì nó sẽ gọi là vệ sinh hơn. Mặt bếp này cũng được làm từ solid surface. Solid surface này nó là đá nhân tạo. Và hiện nay là cái solid surface nó được sử dụng cực kỳ phổ biến trong các resort 5 sao. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là nó sẽ bao gồm 70% là khoáng đá và 30% còn lại là acrylic. Acrylic là một chất nó làm trơn bề mặt, cho nên là những cái bề mặt này nè hoàn toàn là nó, tức là nó phẳng và nó nhẵn đến mức là vi khuẩn sẽ không thể nào trú ngụ được. Do đó là chúng ta dùng, thứ nhất là nó cực kỳ vệ sinh, thứ hai là solid surface thì nó sẽ tạo hình được và nó vẫn giữ được những cái vân đá, cho nên là dùng đồ thì rất là thích. Và thứ ba là trong quá trình chúng ta sử dụng một thời gian dài, về mặt khi chúng ta dùng đá tự nhiên là nó có thể bị mài mòn, nhưng mà solid surface khi bị mài mòn chúng ta có thể dùng những cái máy chúng ta đánh bóng lại, nó vẫn dùng như mới. Nên đây là những cái điểm gọi là điểm rất là lợi thế. Rồi dự án bàn giao cả lò nướng, thì ở đây là chúng ta có lò nướng của Halfway, chúng ta có bếp từ của Halfway, chúng ta có máy hút mùi cũng của Halfway. Và nếu mà Minh Châu để ý á, chúng ta trên Halfway này chúng ta sẽ có một cái mặt bếp, nó đề một chữ là Scott Seran. Đây. Và cái Scott Seran này là Halfway là hàng của Đức, nhưng mà dùng mặt bếp cũng Scott Seran là của Đức. Thì cái mặt bếp Scott Seran này á, là nó chịu được nhiệt lên đến 1000 độ C và sốc nhiệt lên đến 750 độ C. Và khi mà mình dùng cái bếp á, cái việc quan trọng nhất của cái bếp là gì ạ? Chúng ta dùng qua nhiều năm thì cái mặt bếp rất là nóng và nó sẽ bắt đầu là nó sản sinh ra những cái gọi là những cái chất gây ung thư. Thì riêng mặt bếp của Scott Seran là hoàn toàn không chứa những cái chất gây ung thư đó. Và cái độ cứng của mặt bếp thì là cứng gọi là gấp cao hơn, vượt cái tiêu chuẩn gọi là quốc tế hiện nay. Tổng hòa lại là khu vực bếp sẽ được bàn giao y chang như vậy. Rồi ở khu vực phòng khách chúng ta sẽ có gạch porcelain giả gỗ. Và trong khu vực phòng ngủ thì chúng ta sẽ có gọi là gỗ công nghiệp nhưng được lát theo hình xương cá. Thông thường ở trong những cái villa hoặc là những cái nhà sang trọng người ta mới lát theo hình xương cá thôi. Và nó mang lại cái sự ấm áp rất là nhiều. Về cái liên hệ nội bộ, hệ thống liên hệ nội bộ thì cũng sử dụng Comilit là hàng của Ý. Đó. Thì toàn bộ từng những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi cũng được bàn giao bởi những cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Khi mà chúng ta bắt đầu là chúng ta đi vào những cái căn hộ chúng ta đây, như là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì ở đây sẽ dùng thiết bị của Kohler. Và như là mình biết á, Kohler á, là một trong số ít các hãng trên thế giới mà họ nung cái gạch men lên đến 1000 độ C. Và khi mà họ nung gạch men đến nhiệt độ như vậy thì nó sẽ rất là bền. Nó dùng phải đến 30-50 năm mà hoàn toàn nó không bị ngã màu, không bị ố màu. Và đặc biệt là trong quá trình nung á, thì Kohler lúc nào họ cũng đưa vào một cái men gọi là men kháng khuẩn. Cho nên là khi mình dùng á, nó cực kỳ gọi là nó sạch vi khuẩn. Và họ có thêm một công nghệ nữa, nó gọi là Clean Coat. Clean Coat tức là chúng ta biết là cái lá mà lá sen á, khi mà nước mà đọng trên lá sen thì nó không thấm mà nó thành từng giọt, nó chảy trên lá sen. Thì Clean Coat tức là nước khi mà chảy trên cái bề mặt của men Kohler á, nó sẽ bắt đầu là nó không đọng lại mà nó chảy xuống, giữ cho cái bề mặt lúc nào cũng sạch. Thì đó là những cái điểm mạnh nhất. Tức là thông thường những cái thương hiệu cao cấp lúc nào nó cũng giá trị hơn một cái thương hiệu gọi là thông thường, là ở những cái điểm rất là chi tiết như vậy, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Và đặc biệt là chủ đầu tư trong những cái căn trong phòng vệ sinh của Master thì có sử dụng gọi là bồn cầu thông minh. Ở căn phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có một cái tầm view cực kỳ đẹp. Căn này là căn 1 cộng. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái tầm view, nếu mà chúng ta view về nội khu cũng đẹp và chúng ta view về sông biển hồ cũng đẹp. Và với căn 1 cộng này thì chúng ta sẽ có thêm cái căn cộng 1. Và ở đây thông thường cái căn mà 1 cộng á, thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta có cái cửa ở đây. Và riêng cái căn 1 cộng này thì cái phòng cộng thêm này cũng gần như tương đương như thêm một cái phòng thứ hai, là gần như là căn 2 phòng. Và phòng này có thể làm phòng giống như walk-in closet á, một cái tủ quần đúng áo rồi. Hoặc là một phòng cho trẻ em, hoặc là một phòng kho, hoặc mình cũng làm thành căn 2 phòng cũng được. Dạ đúng rồi. Cực kỳ tiện dụng.
phòng làm việc cũng hợp lý nếu như mà chúng ta muốn không gian nó yên tĩnh mà nó đúng, thật là riêng tư. Và khi mà mình để ý á, sẽ có rất ít chủ đầu tư khi mà làm nhà mẫu mà làm luôn cái cửa ra vào. À, nhưng mà ở đây Masterlife Home lúc nào cũng làm luôn cửa ra vào để gì? Những gì khách hàng thấy là những gì khách hàng nhận được sau này. Những gì Masterlife Home nói được là những gì Masterlife Home làm được. Xin mời Minh Châu qua căn hộ 3 phòng ngủ. Ở đây thì mình sẽ có diện tích là 97,34 m² và mình thấy một cái không gian hoàn toàn khác. Wow, không gian rộng hơn đúng không ạ? Dạ. Và đây chính là cái không gian dành cho những đại gia đình, chúng ta có thể ở chung với nhau. Đối với căn 3 phòng á, chúng ta sẽ có một khu vực bếp rất là rộng. Cho nên là một số căn 3 phòng ngủ sẽ bàn giao luôn cả đảo bếp. Một số căn 2 phòng ngủ rộng thì cũng có cái khu vực đảo bếp này. Thì đây rất là tiện lợi để chúng ta có thể vừa làm bếp khô vừa làm bếp ướt, phù hợp cho những bà nội trợ thích nấu ăn. Trong khu vực cấp, khu vực của phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ cũng rất là rộng. Chúng ta sẽ có một khu vực phòng ngủ chính cực kỳ rộng rãi và ấm cúng. Và ở khu vực phòng ngủ chính này thì thông thường căn 3 phòng ngủ sẽ là cái căn góc. Cho nên chúng ta sẽ có một cái view góc nằm ở ngay đây. Mà nếu chúng ta có một cái vị trí, chúng ta có thể để một cái ghế sofa nhỏ nhỏ thôi, để mà ví dụ như buổi tối về chúng ta có thể ngồi, chúng ta ngắm một cái tầm view góc rất là đẹp. Đúng ạ. Và trong trong phòng ngủ này thì sẽ có khu vực nhà vệ sinh chính với bồn cầu thông minh. Và đây là một trong những cái bồn cầu gần như là cao cấp nhất của hãng Kohler. Thông thường đối với cái bồn cầu thông minh á, đây, bồn cầu thông minh thì chúng ta thông thường là những cái phím bấm nó sẽ nằm ở cái phía dưới, ở cái phía dưới tầm tay của chúng ta. Nhưng mà những cái bồn cầu thông minh thế hệ mới thì cái phím bấm sẽ nằm ở ngang tầm tay. Chúng ta rất là tiện lợi, chúng ta có thể bấm đóng mở nắp và tất cả những cái chức năng đều nằm ở đây. Rồi, và sau này cái căn hộ của chúng ta cũng sẽ được bàn giao từ từng những cái vòi cho những đến những cái gương cho đến những cái vòi sen mô phỏng những cái tấm nước mưa giống y chang như vậy. Vì đây chính là cái cuộc sống tương lai của cư dân của Mastery Central Point. Dạ, mình cho thấy là cái bồn cầu đó nó tự cảm ứng luôn. Mình đúng, đi vào, mình đi ra thì nó tự mở và tự đóng lại. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, thoải mái hơn và chúng ta tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Dạ đúng rồi, chúng ta cảm thấy được chăm sóc ngay cả khi mà chúng ta không hề có ai ở bên cạnh, chúng ta vẫn cảm thấy được chăm sóc. Bởi vậy cho nên là chúng ta đang có một cái hành trình trải nghiệm gọi là cao cấp xuyên suốt. Từ việc chúng ta bước chân vào tòa nhà, chúng ta tận hưởng tiện ích, chúng ta về căn nhà của chúng ta, cho đến chúng ta có một dịch vụ cao cấp, những cái dịch vụ quản lý tòa nhà rất là cao cấp, và tổng hòa lại nó mang lại một cái cuộc sống tận hưởng tốt hơn. Công nhận những điều anh Tuấn nói cho Minh Châu một cái định nghĩa rất là khác về sự sang trọng, về một cuộc sống đẳng cấp, xứng tầm. Mình có cảm giác giống như là chỉ có những cái sự sang trọng ở bên ngoài thôi chưa đủ, mà nó thật sự phải là những cái trải nghiệm rất là chi tiết, rất là nhỏ như vậy. Cảm ơn anh Tuấn ngày hôm nay dẫn em đi tham quan nha. Rất là hy vọng ngày hôm nay sẽ mang lại rất là nhiều thông tin hữu ích về Mastery Central Point. Chắc chắn rồi, em tin là tất cả mọi người đang theo dõi video cũng sẽ đồng tình với em rằng đây là một dự án rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng Mastery Home ạ. Xin cảm ơn Châu rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Dạ. Yeah.